Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Quốc Tuấn. Hiện tại mình đang có mặt ở Vincom Hà Tĩnh, nơi tổ chức diễn ra sự kiện Vì Tương Lai Xanh của VinFast. Thì sự kiện này thì có gì? Hiện tại đó sau lưng mình đây là hiện tại những các xe điện của VinFast, bao gồm VF5, VF34, VF8 và VF9 sẽ diễn ra để cho khách hàng xem và lái thử. Và đặc biệt có hai sản phẩm mà VinFast sắp ra mắt, đó chính là bản VF6 và VF7, hiện tại đang ở trong khu vực cách xa mình kia. Thì hiện tại nếu mà các bạn có ở gần khu vực Hà Tĩnh thì mọi người có thể chạy qua trải nghiệm, bao gồm lái thử xe máy điện này và các dòng lái thử của ô tô. Thì VinFast sẽ tổ chức diễn ra từ ngày 30 hàng tháng, từ ngày 30 đến hết ngày 1 tháng 9 diễn ra tại Hà Tĩnh, và tức là đến ngày hết chiều 30 Hà Tĩnh 21 giờ thì chương trình diễn ra sẽ được hết. Và đặc biệt những chương trình này diễn ra thì khách hàng sẽ được ưu đãi gì khi mà khách hàng trải nghiệm lái thử này, và khách hàng có thể đặt cọc mua xe. Trường hợp khách hàng lái thử, khách hàng sẽ được tặng những phụ kiện đi kèm như mũ này và áo. Và còn khu đặt cọc, khách hàng sẽ được chính sách như thế nào? Tất cả các dòng xe điện sẽ được hỗ trợ một gói bảo hiểm đối với tất cả các dòng xe điện. Và đây là chương trình diễn ra duy nhất và chỉ có 10 suất, diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 30 này, 31 và mùng 1. Vậy các bạn hãy cùng xem tất cả để xem chương trình diễn ra. Và sau lưng mình đây là khu lái thử của xe điện ô tô VinFast. Hiện tại xe lái thử là các dòng xe tất cả liên quan đến dòng xe điện VinFast, bao gồm VF5, VF34, VF8 và VF9. Tất cả khách hàng sẽ được trải nghiệm ở khu vực này. Tiếp theo đó là đây là khu trưng bày của xe máy điện. Thì tất cả các dòng xe máy điện của VinFast sẽ đều được nằm ở đây, từ những cái xe bản cũ, bản từ trước đến nay. Và bên kia thì khách hàng sẽ được trải nghiệm lái thử của xe điện ở bên kia. Đấy là khu vực đối với dòng xe máy điện của VinFast. Và tiếp theo đó là khu phụ kiện của VinFast. Thì tất cả sẽ được trưng bày tất cả các sản phẩm của VinFast ở khu vực này. Thì hiện tại ở khu vực này thì khách hàng sẽ được trải nghiệm như là bình nước này, áo polo này, rồi tất cả các phụ kiện đi kèm của VinFast. Các bạn đã xem hết video chưa? Qua video vừa rồi, tất cả những cái gì mình đã trình bày cho mọi người xem hết video. Các bạn hãy có nhu cầu lái thử trải nghiệm tất cả các dòng xe điện của VinFast thì hãy liên hệ theo số hotline bên dưới giúp mình nhé. Và đặc biệt, mọi người có nhu cầu mua xe hãy ủng hộ mình nhé. Từ 30 tháng 8 đến hết mùng 1 tháng 9, tất cả hãy sẽ được trải nghiệm ở đây nhé. Xin chào tất cả mọi người.